Ở đây có cái cây sung dáng nghệ thuật này. Cây dáng siêu. Bên này có cây tử đây. Tận vườn để xem cây gọn nhé. Anh Thủy cho số phone đọc cho cả nhà. Số điện thoại của gia đình là 0904 585 777. Thủy thích ra. Cảm ơn anh. Xem xong clip này thì anh em lại bê mất. Hôm nay một anh kỷ niệm cho em thích anh Mạnh. Đấy, khách hàng rồi, khách hàng đấy, khách hàng này rõ ràng nhé. Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa các bạn, tôi đang có mặt tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Đây là vườn nhà anh Thủy. Thì hôm nay Bonsai Channel sẽ mời các bạn vào thăm vườn nhà anh nhé. Khi chúng ta đến cổng thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái cây anh để ngoài từ ngoài cổng. Và như đây có một cây đa cũng rất là nhiều tuổi này. Bên này anh trồng cây trà đây. Cây trà cổ. Nó đang bung nụ. Nụ rất là lớn. Cây trà. Trà này đã đường kính cây nào nhỉ? Như cây này chắc là phải khoảng 13. Chắc cây to hơn thì chắc khoảng cỡ khoảng 18 như này. 16 đến 18. Ba. Dạ. Trong nhà trông nó nào chỗ nào? Bà nhà vào đấy xem. Nó nằm ở chỗ nào? Đây là tổng quan cái vườn của nhà anh này. Bà bị nhầm nhà. Đấy, cổng đấy rồi mà này. À. Đấy, cổng của nhà bà. Đưa vào đấy hả? Vâng.
Đây là anh Thủy, chủ vườn. Bây giờ anh chào nha. Đi cùng với mọi người để xem cây nào đặc sắc anh giới thiệu cho cả nhà. Đấy, như cây cây sung này là cũng to này. Sung sướng. Ai yêu cây thì về đất Tích Giang nhá. Đấy. Đất làng nghề, anh Thủy cũng có thâm niên trong việc tạo dựng cây bonsai đó. Cây đa này, cái này da rất là trơn sáng. Cái hoa giấy này. Đây có một cái tác phẩm rất là béo, cái lục vừng này. Vừng đỏ. Vừng đỏ. Kế bên anh có hai cây to này. Cái cây kia to nhá, đúng đùng các bạn. Cái này nó ngọc cái bướu khiếp nhỉ. Biếu tự nhiên mà. Anh Thủy mới xuống lá hết rồi. Cây đảo địa kìa, lát này các bạn được xem. Lát điên. Anh đứng ở đây em xin anh kiểu ảnh chụp lấy cái ảnh đại diện này. Sao xấu mới là chất của người làm cây. Đẹp quá, sạch quá thì đâu phải người làm cây. Đấy. Xin cái ảnh anh đại diện. Là cái nữa nhá. Rồi đấy. Anh Cảnh rất là thích cái dáng này. Yeah. Anh hay xây cái dựng các cái dáng này. Anh yêu cây lắm. Cây to cây nhỏ rất nhiều. Sửa sang. Núi này nó dễ chơi. Và có một cái dáng điệu rất là nghệ nhân, nghệ sĩ. Đó là điền á? Điền. Điền như là kiểu như điền hạt đúng không? Điền này là điền mình gọi là điền cành. Điền cành. Chính là điền cành, cắt cả các cành ra. Cây kia thì lại cái móng, cây này điền. Cái này là sông quê. Si, kia điền. Okay, các bạn được xem cây đảo địa đây. Cây đảo địa này cũng dáng rất là nghệ thuật. Cái tay xuống. Cây 19-10. Cái này nhỏ hơn cây bên kia. Nhỏ hơn.
lâu lâu mình chưa vào thăm anh Thủy. Trước đây mình quay cũng mấy lần rồi. Ở đây là đa phần cây cây xanh xanh quê. Cụ Si này là cụ Si Đỏi, Si gì đấy? Đấy, ông chưa mang về. Vâng. Anh Cảnh ngồi đây xem phim, xem cây của anh nhé. Đẹp chưa? Này đấy. Con này nó chưa dọn. Ừ, con này là cái chân nó khiếp đấy chứ. Cú cục luôn. Có mỗi cái sẹo hơi to nhưng mà đang muốn nuôi. Đang chế độ chăm sóc. Đang vén ve kìa. Đâu cây tùng anh thế vào cái chậu đâu? Đây, anh cho cái chậu này vào cây tùng này vào cái chậu. À. Cái này phải quay bên này thì nó mới được. À, cái tay kia là tay bay đấy. Cái hoành này bay. Thì cho vào cái chậu thì rất xinh. Chậu có 10 phần. Để bên đâu nổi được cái phần thân gốc. Đấy, bới nó ra thì có các cái chân của nó này. Có chân hết đấy. Có chân nữa. Đây, dễ này, chân này. Đấy, đấy. Đấy, dễ này dễ cắt thu rồi này. Đây các cái đầu rễ này. Thu hết từ ngày trước rồi. Trước là cái tùng này. Đây còn những cái xanh quê to. Đây là bồ đề. Các bạn nào yêu thích xanh quê nhá, xanh Bích Giang, xanh quê thì phải đến đây để xem rồi là có thể giao lưu. Ở đây thì giá thì mình cũng không tiện hỏi. Chắc các bạn phải đến tận nơi. Đây có một cái cây này thân rất là bệ, rất là khỏe. Khắp nơi. Đông lắm. Đấy, những cái cây to. Ở đây có cái cây sung cũng dáng nghệ thuật. Cây dáng siêu. Trên này có cái tử đây. Anh ấy dọn cành, cây nó thoáng hẳn.
để trước cửa luôn. Có cái chân bệ cũng rất là khủng. Cái này cao gần 4 mét. Mình không hất được lên để cho các bạn xem. Còn đây, cái phía bên tay phải của mình đây là một tác phẩm xanh nằm trên một cái sập rất là lớn, cây cao 3 mét. Cây này là hoàn thiện rồi, cây là khá khủng. Cái này bữa trước mình quay là cái lá nó đẹp lắm. Là nó đẹp. Mà thân thì anh em xem, nó nhiều rễ nhưng mà thân nó rất bệt bệt. Thủy anh đang chụp công trình này. Đây là nhà anh đang sửa các bạn. Đang sửa nhà, thợ đang làm. Anh Thủy chủ vườn giới thiệu cái đi cho anh em xem. Anh em là thích thì về Tích Giang gặp mình thì dễ chịu không nhỉ? Giá cực kỳ dễ chịu. Giá cả ai ta biết thôi. Chơi cây thu lại. Đây mình là mình ngâm nước. Vẫn kiên trì giữ lại các cái nét này. Dáng này thì nó nhiều người chơi. Xanh quê, xanh quê. Sóng hồi đấy. Lúc khi người ta chán nản thì là mình cứ giữ thôi. Đây, anh Thủy anh không chạy theo xu hướng thị trường nhiều. Và là giữ lại những cái quả, những cái thành quả của mình làm từ trước đây. Kệ thị trường rồi có sóng gió xô đây, vẫn giữ nguyên thế này.
cả những cái dãy chậu to này vẫn là trưng bày rất lâu năm ở đây. Đây là những cái cốt xi. Triển vọng. Chậu lâu rồi. Con gái không? Con gái 10 cây à? 10 cây thì mình bảo thế là chứng tỏ là con người con gái này rất biết 10 cây. Vì 10 cây này mình bảo con người con gái này là phải là tình rất tình đấy. Người thấy rất rụt dịp. Rụt dịp cắt giật. Cắt giật. Cắt giật cổ nó lắc kinh. Nó đẹp rồi. Bây giờ cái giá mới có là nhiều rồi. Giá mềm. Nó cứ bảo để cho đầu tháng. Gái nhập ngay về vườn nhanh. Xem xong clip này thì anh em lại bê mất. Hôm nay mùng 1 anh kỷ niệm cho em chúc anh mạnh. Đấy. Khách hàng ơi, khách hàng này. Khách hàng này. Rõ ràng nhé. Đây, đây là góc phía sau của cái cây to nhất trên vườn này. Đây là một cục xi. Quái.
Nhà anh đang sửa các bạn. Tiếng ồn. Sẽ có tiếng ồn. Đây là một không gian nữa anh ấy chơi cả lan. Có rất nhiều lan ở đây. Tiếng chim cu gáy này. Vào bảo cảnh vào nữa. Vâng. Cùng nhau tí. Vâng. Nhất thí. Vâng. Vui. Lâu quá rồi ngồi nhau. Lâu lâu rồi đấy. Anh em nó giãn cách luôn. Rồi các bạn đến tận vườn để xem cây các bạn nhé. Rồi, anh Thủy cho số phone đọc cho cả nhà. Số điện thoại của gia đình là 0904 585 797. Dạ, vâng. Thủy Tích Giang. Vâng, cảm ơn anh. Thọ Hà Nội. Xin cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bạn may mắn nhé.